luôn anh em Hôm nay thì với số vốn mình nó có 32 triệu anh em ơi Do nó có sự kiện hoàn nạp Mình nạp 30 triệu hoàn trả được 2 triệu anh em ạ Khá là hên anh em ơi Nói chung là cái này hên xui rồi anh em Các bạn nhớ sự kiện mình danh nhận quà nha Nhưng mình, mình thấy là con game này khá là nhiều anh em biết rồi Bị bọ đúng không Ví dụ anh em mà Những hôm mà nó có sự kiện hoàn trả nạp thế này Các bạn không thích các bạn nạp và có bạn rút luôn thôi Thì vốn mình hôm nay là 32 triệu nha Thì mình sẽ vào đây chơi game bài ba cái rán anh em ơi nha ba cái rạn chơi cách chơi nào thì mình không biết nhưng mà mình chơi ấy, theo kiểu đó là liều ăn nhiều một ăn được hai là ngã phải không chứ mình đeo đánh theo kiểu ôi ba ri luôn kìa vãi đạn thật đấy nhưng mà cái này nó để đeo tính ấy nhỉ, nó tính điểm thôi nó tính điểm thôi anh em mình đánh ba lần mình chia vốn ra ba lần mình chơi anh em hay là mình ăn to hai là mất hết đơn giản như vậy thôi nha cái hình xui này chấp nhận thôi Ôi tôi dễ thua rồi Ở chín nước này Trời Con chín với con một mà may không Dễ không nước lắm anh em ơi Nhưng mà hên Cái này bài cả ba cái đá này các bạn biết rồi Bên nào cao điểm hơn bên đó ăn thôi Bài này thì Anh em lạ đéo gì nữa đúng không Quan trọng là anh em ăn được thôi không thôi Chơi thằng đéo nào nó muốn ăn thôi à Nhưng mà chơi quan trọng phải chết tĩnh nha anh em ạ Chứ nhiều lúc anh em đang thắng thắng mà chỉ cần thua một hai ván thôi này em mất bình tĩnh cái này em thua ngay à trời ơi kìa bảy nước mà vẫn thua kìa anh em ơi đen thế đen thế nhỉ bảy nước mà còn thua nữa thì bố mày chịu ấy bảy nước còn thua chịu ôi bảy nước phải cho thắng ấy chứ bảy nước là thua anh em ạ. Năm nước này. Đấy rồi. Năm nước nó lại thắng anh em, bảy nước nó đéo thắng. Nhưng mà năm nước nó lại thắng. <laughs> à, đúng thật Đúng ta là hên xui anh em, đéo nó trước đều đéo gì đâu. Và khi chơi hên xui này thì các bạn đánh ấy. Thì xác định từ đầu của mình là hôm đó anh em thắng lên bao nhiêu nghĩ ấy, hay là thua xuống bao nhiêu nghĩ. Chứ đừng có đánh theo kiểu là thắng muốn thắng hơn, thua lại muốn gỡ bằng được cho mình. Điều đó đéo nên anh em ạ bởi đánh kiểu đó trước sau thì anh em ra đảo à ui giờ dạ, toàn rồi tám nước này rồi bảy nước vẫn ăn anh em ơi Hên đấy Hên đấy ba sáu luôn anh em ạ đánh vào đánh bài long hổ hay là đánh bài đỏ đen là mình cũng gấp được khá là nhiều đấy nhưng đó chuyện nếu rồi bây giờ mình đoán đoán là, là hổ nha ở à, nhà con nha do là mình đoán cầu hai một hai một anh em đó là mình đoán còn thực tế nó về hay không thì đéo biết được anh em mở ra mới biết được như thế nào được đúng không chơi thì mình đoán đấy chỉ là đoán thôi mà mình ván này đoán sai này ờ oh. hòa hòa anh em hòa 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 là không mất nha hòa là không mất Đây, vẫn cứ đặt nhà cái mười mê đi nó cho ăn thì ngon đấy xong nó đéo cho ăn thì chịu thôi nha về cuộc chơi thì đéo thể là luôn thắng được đâu anh em ạ sẽ có những lúc thắng lúc thua thôi à lúc thắng thì mừng thôi lúc thua chịu đấy bảy nước thua này e, nó kìa càng thế bà rã này thì giống như tẩy xỉu thôi hên ăn xui thua thôi cái đéo này nó biết kết quả nhanh nhưng mà nó quá hay nó đéo có cân kèo anh em nó không có cân kèo ấy thành ra nó dễ đánh hơn là nghĩa một hai dịp của bạn sợ nó soi một hai dịp của bạn đặt được chả đéo làm gì cả ôi thua rồi biết ngay mình thấy con ri và con ca lên mình đéo thấy vui rồi bởi vì ri và ca nó đánh bài poker hay là đánh bài gì đó thì ngon Nếu mà đánh bài này thì nó đéo ngon rồi anh em ôi cộc mới mẹ rồi đánh bài này nó đéo ngon thì dễ không nước anh em đấy thật sự là ri với ca lên dễ không nước lắm hay là con mười con nói chung là nên con gì với con gì mà không nước rồi ấy Thì nó khả năng cao nó dễ không nước lắm Thua tiệm nền Một tịt rồi Ôi rồi may 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 anh em mà. ơi Mày đéo phải một tịt đấy Phải đạn thật đại pha nó dễ một tịt lắm anh em ơi Mình có con mười một tịt này Ri một tịt này Quý một tịt Ba một tịt Phải đạn Nhưng mà nó hên Nó hên đéo phải một tịt anh em ạ Chứ một tịt là toang rồi có đéo gì nữa mình mục tiêu mình là lên 60 mươi mình nghĩ thôi nhưng mà lúc này giờ cốt gần gần lần gần lên mà nó đéo lên nỗi anh em ạ ấy chín nước thì ngon rồi Xa. ngon quá anh em ơi chụp phải cái nào thắng mà thắng mà năm hai rồi đấy thằng phán này là nghĩ luôn đấy chứ cần đéo gì phải chơi nữa anh em chơi thằng đằng chơi ít nhưng mà nó chất lượng còn hơn là chơi nhiều ngày đéo nào các bạn chơi ngày đéo nào các bạn chơi mà chung của các bạn vẫn cứ thua vì sao các bạn đừng nên đánh nhiều anh em bởi đánh nhiều là mỗi lần các bạn đặt đều phải một chi phí đúng không đặt càng nhiều chi phí nó đổi lên càng to thì lúc này thua đúng rồi đúng không mà lúc này có lên 50 mươi nó lại cho thua lại nha theo hiểu nguyên nhân vì sao ấy ván này nó lại xuống tháng hai ván là xuống chua xuống, 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 xuống hai ván ăn nên mình đéo mặc dù mình lúc này giờ mình đánh thắng hai ván thua hai ván mình hòa nhưng mà mình bị mất chi phí đặt đấy anh em đấy đó là cái điều anh em cần lưu ý đấy dễ không nước rồi năm nước nó ngon rồi đầy rồi, rồi bên này dễ một tịt một tịt luôn anh em ạ hình đấy ván này thẳng cái là nghĩ nào lúc này mấy lần mà đéo lên nó nổi đấy đừng nói ván này nó như vậy là thì Bỗ mạnh chịu ấy vì nó quá xui rồi nếu nói như vậy là quá xui rồi anh em ơi Nếu cứ lên từng đó mà nó đéo lên nội đấy Là các bạn biết nó xui như thế nào rồi Một tịt này Đây rồi Cuối cùng thắng rồi anh em ơi Nghĩ nha Nghĩ nha Thắng 30 triệu Ngon này anh em ơi Ngon nhé Tính ra thắng 31 triệu 700 đấy Bởi vì Có hoàn trả nạp Cái đó mình đéo tính rồi Đúng không thì bây giờ mình sút được ngon rồi anh em đúng không? Nghĩ nha. Đéo nên tham anh em ơi. Tham thì công nhận mình có thể mình thắng nữa, thắng to nữa. Nhưng mà thôi, đéo nên tham anh em Tham thì tí nữa còn một cái nịt thì có phải toa không đúng không? Tốt nhất là nên nghĩ thôi anh em nha. Thôi, video này túc nha. Bye bye anh em. Nghĩ nha, khi thắng là nhớ rút luôn cho mình nhà. nha. Nha. Bye, bye anh em nha.